Hôm nay phong thủy may mắn sẽ nói về tử vi tuổi Sửu năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, năm 2020 là năm may mắn vì tuổi Sửu và tuổi Tý nhị hợp. Tuy nhiên, trong năm Canh Tý này, tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều biến động trong cuộc sống của mình bởi vướng vào một trong ba năm phạm tam tai. Để nghênh đón Thái Tuế năm 2020 Canh Tý, phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù là bùa may mắn cho bạn tuổi Sửu trong năm 2020. Anh chị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để nhận được món quà này nhé. Và ngay sau đây, phong thủy may mắn sẽ phân tích về tổng quan tử vi tuổi Sửu năm 2020. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh Thổ Tuế can lộ xuất thương quan, Thái Tuế Tỷ Thủy tọa tại thứ tài cát tinh. Thương quan sinh thứ tài mà Thái Tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạch tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít, làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Trong năm phạm tam tai năm 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, đồng thời làm việc do dự thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động, tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ thuộc công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của Thái Tuế Tý Thủy, con giáp này sẽ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình, có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Cũng đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà lại còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để chào đón năm 2020 may mắn hơn, chúng tôi tặng cho bạn miễn phí bùa Thái Tuế phù để treo trước cửa nhà, đem lại may mắn tài lộc, được các thầy khai quang vào lúc giao thừa và thẻ kim bài Thái Tuế phù đem theo bên mình để nghênh đón Thái Tuế. Vừa rồi thì tôi đã nói tổng quan về tuổi Sửu. Hãy cùng phong thủy may mắn đi vào chi tiết về sự nghiệp cho tuổi Sửu năm 2020. Tử vi sự nghiệp tuổi Sửu 2020. Xem tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài, trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây, theo lịch vạn niên thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được một đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức.
tuế can, lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá khó, trừ khi là bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Để công việc được hanh thông, khuyên anh chị nên dùng thập nhị thất bát bảo và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc sẽ hanh thông, thuận đà phát triển. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Nhìn chung sự nghiệp của tuổi Sửu trong năm Canh Tý có ít khởi sắc, cần cẩn trọng để tránh thị phi miệng tiếng. Vừa rồi, phong thủy may mắn đã phân tích về sự nghiệp của tuổi Sửu năm 2020 là vậy. Còn tài lộc của tuổi Sửu trong năm Canh Tý sẽ ra sao? Tử vi tài lộc tuổi Sửu năm 2020. Năm Canh Kim Lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài, tuổi Sửu năm 2020 sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tý Sửu lâm nhị hợp, trong năm vượng tài vượng lộc mà thứ tài chỉ lối dẫn đường thì con giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra tài lộc trong năm của tuổi Sửu có thể là tiền phi pháp, hoạch tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình thì dễ mất mát, của thiên trả địa, bản mệnh, hãy lưu ý khi chi tiêu. Và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc đó sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, còn giáp này nên dành để đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm Thái Tuế Tý Thủy chủ về thủy khí vượng, có Thái Tuế trợ lực làm những việc có liên quan tới nước thì sẽ dễ thu được tiền về tay. Tuy nhiên không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về. Bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận lợi, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn có được công việc hanh thông, tài lộc tăng tiến. Tử vi tình cảm tuổi Sửu năm 2020. Xét về phương diện tình cảm, năm 2020 tuổi Sửu không có nhiều đài hoa cho lắm. Song thứ tài cát tinh vốn có được biết đến với cái tên sao tình nhân Thái Tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh. Vì thế, có thể con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình duyên hơn hẳn. Mệnh chủ có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, cũng có lúc là do đối tượng tự chủ động tiếp cận làm quen. Con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội xem như thế nào nhé. Tuy nhiên với nam mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Sửu, tuy nói cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái tuổi này cần nhớ đừng quá mức chủ động và cá tính, hãy dành cho đối phương cơ hội để thể hiện mình. Tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần một chút bí ẩn thu hút để khiến cho đối phương phải có mong muốn chinh phục mới là lựa chọn chính xác. Song bản mệnh cũng đừng quá bị động, chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim sẽ càng ngày càng xa. Hai người như đường thẳng song song không có điểm giao,
đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Với những bạn chưa lập gia đình, để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái, nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy. Trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Với những người đã lập gia đình, để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Tử vi sức khỏe tuổi Sửu năm 2020. Xem tử vi sức khỏe tuổi Sửu năm 2020, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Trong năm Thái Tuế mang bệnh phù tinh và thương quan tinh, con giáp này khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, dễ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế mà bước sang năm Canh Tý này, tuổi Châu cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng việc ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay gan phổi là khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị phù hợp. Ngoài ra, năm 2020 thủy khí vượng, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình, hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày, dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa khá là lớn. Nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí, sát khí. Tuổi Sửu hãy dành nhiều thời gian dành để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa phải giải tỏa được áp lực cho mình. Hạn chế bớt phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe. Các bạn tuổi Sửu hãy thỉnh thập nhị bát bảo để đem lại may mắn, nghênh đón Thái Tuế giải vận đen trong năm 2020. Tử vi tuổi Sửu 2020 theo từng tuổi chi tiết. Tử vi 2020 tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009, tích lịch hỏa. Người tuổi Kỷ Sửu mệnh tích lịch hỏa năm 2020 sẽ bước vào thời kỳ thay đổi tâm sinh lý khá lớn, khả năng tập trung kém, khó tiếp thu các kiến thức mới, dễ bị phân tâm khi nghe giảng nhưng lại dễ sa đà vào các thú vui ngoài giờ như chơi điện tử, hoạt động ngoại khóa. Thời gian chơi nhiều hơn thời gian học, bài vở trên lớp không hoàn thành đầy đủ, dần hình thành tâm lý chán nản, ghét học. Nếu phụ huynh không chú ý và quan tâm sát sao, có thể dẫn đến tình trạng trốn học, trốn tiết. Thành tích học tập của tuổi Kỷ Sửu năm Canh Tý vì thế mà khó lòng được như ý muốn, thành tích đạt được dần lụi. Theo phong thủy may mắn, cha mẹ nên dành thêm thời gian quan tâm đến con mỗi ngày. Cần nói chuyện, tâm sự, chia sẻ và định hướng cho trẻ có thêm niềm vui trong học tập, giảm bớt tần suất tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Cũng nên nhờ cậy giáo viên lưu ý đến tinh thần của con trên trường lớp. Cha mẹ cũng cần phải đảm bảo việc ăn uống phải đủ chất, sinh hoạt điều độ theo quy luật phù hợp, nên ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, hạn chế thức khuya. Tử vi 2020 tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, giản hạ thủy. Tuổi Sửu sinh năm 1997, trong năm 2020 này sắp kết thúc quãng đời học sinh và chuẩn bị bước chân vào trường đời. Tuổi còn trẻ, vốn sống không nhiều, có thể sẽ cảm thấy hoang mang, mơ hồ trong vấn đề sinh tồn, chưa biết làm thế nào để chọn được công việc phù hợp với mình, chưa hiểu cách để xin việc. Bản mệnh có thể xin ý kiến của gia đình, người thân hay thầy cô, bạn bè. Hãy dùng lý trí để định hướng mục tiêu cho mình, đừng quyết định mọi thứ một cách quá cảm tính, quá mức. Khi đi làm, tuổi Đinh Sửu cần học cách xã giao, giữ các mối quan hệ làm việc được hài hòa. Bản thân có nhiều kinh nghiệm nên càng cần phải cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần so với những người khác. Nếu có vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp bạn giành được cảm tình của mọi người và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Hãy dùng thời gian rảnh để đọc thêm tài liệu, thu thập thêm kiến thức và kinh nghiệm để tăng vốn hiểu biết và tăng năng lực cho mình. Thấy việc khó đừng vội nản lòng mà hãy chủ động tìm cách giải quyết.
Năm nay vận trình tình cảm không được tốt lắm. Tuổi Đinh Sửu đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Tử vi 2020 tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, Hải Trung Kim. Năm 2020 mệnh gì? Bước sang năm 2020, tử vi năm của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ất Sửu trong năm này sẽ đón những bước chuyển mình mới mẻ trên con đường sự nghiệp của mình. Bạn có thể sẽ có cơ hội làm việc khá tốt, cũng có thể nhận được sự ủng hộ và ưu ái của cấp trên. Chỉ cần bản thân con giáp này tích cực chủ động giành lấy cơ hội về cho mình thì có thể phát triển toàn diện mọi tiềm năng sẵn có, nâng cao hiệu quả làm việc, đạt được nhiều thành tích tốt hơn. Bản mệnh có những cách giải quyết mang tính đột phá với những vấn đề còn đang tồn đọng. Về cuối năm Canh Tý, tuổi Ất Sửu chắc chắn sẽ có cơ hội để tăng lương, tăng chức. Tuy nhiên, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, dù đảm nhận vị trí nào, mức quan trọng ra sao, thì con giáp này cũng đều phải chịu khá nhiều áp lực trong công việc. Mệnh chủ có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, đồng thời tăng thêm vốn kiến thức cho mình để tự giải tỏa áp lực một cách triệt để. Về phương diện tình cảm, tử vi 2020 của tuổi Sửu cho thấy người sinh năm 1985 sẽ được bạn bè giới thiệu cho đối tượng yêu đương. Người này điều kiện không tồi, song đôi bên còn chưa hiểu nhiều về nhau nên cần dành nhiều thời gian để xây dựng tình cảm. Đừng quá nóng vội mà đẩy nhanh tiến độ, đốt cháy giai đoạn. Người đã có gia đình trong năm cũng sẽ phải chịu áp lực từ nhiều phía, dễ bị người ngoài tác động, dễ hiểu lầm, nghi kỵ hay mâu thuẫn với nửa kia của mình, tình cảm vợ chồng có phần xa cách. Tử vi 2020 tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tăng đố mộc. Tuổi Quý Sửu mệnh tăng đố mộc, vận trình tài lộc đầu năm 2020 khá là tốt. Tuy nhiên, thứ tài lúc này vẫn chưa hiện rõ, nên khuyên bạn đừng vội tiến hành những kế hoạch đầu tư quy mô lớn, cũng đừng đổ tiền đầu cơ mạo hiểm để tránh tài lộc một đi không trở lại. Thời điểm đầu năm Canh Tý này, chính tài vượng, có làm mới có ăn, chứ không thể mong chờ vào sự may mắn. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Quý Sửu năm 2020, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trở ngại, dễ bị khách hàng gây khó dễ, trách mắng, tố cáo, thành tích làm việc không cao, mệnh chủ còn có thể xảy ra xung đột trực diện với cấp trên, khiến cho cơ hội phát triển năng lực không nhiều. Trong quan hệ với đồng nghiệp, con giáp này xử lý chưa khéo léo, dễ bị thế mà sinh họa khẩu thiệt phị phi. Các mối quan hệ xã giao kém hài hòa dẫn đến công việc khó triển khai, không được suôn sẻ như ý muốn. Qua giữa năm thì vận trình bắt đầu dần ổn định trở lại. Do được quý nhân hết lòng giúp đỡ, công sức vất vả bỏ ra suốt thời gian cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Trồng cây cũng có ngày được ăn quả ngọt, thu nhập gia tăng. Tuy nhiên, mệnh chủ nên lưu ý kiểm soát chuyện mua sắm, đừng có nhiều tiền trong tay mà hoang phí quá đà. Thời gian này nên lưu ý hơn trong chuyện kết bạn, tránh làm thân nhầm để kẻ tiểu nhân. Vận trình cuối năm sẽ dần hưng vượng, không còn nhiều điều trắc trở nữa. Tử vi 2020 tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, Bích Thượng Thổ. Xem tử vi 2020 của tuổi Tân Sửu, con giáp này sự nghiệp đang trên đà thăng tiến khá tốt, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mong muốn, nắm bắt được những cơ hội hiếm có. Sự nghiệp phát triển tốt và thuận lợi nên khả năng được tăng lương tăng chức vào thời điểm cuối năm giờ là rất lớn. Thu nhập chính của con giáp này năm Canh Tý về cơ bản vẫn là thu nhập từ công việc của chính mình. Có điều, người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Tuổi Sửu nên chọn bạn mà chơi, cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Dù có ra sao thì cũng cần phải tận tâm tận lực với việc mình làm, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Người làm kinh doanh có thể thử mở rộng thêm quy mô doanh nghiệp ở mức độ hợp lý, cũng có thể thử chuyển hướng kinh doanh thêm lĩnh vực mới.
Về phương diện sức khỏe, con giáp này có thể tạm yên tâm là sẽ không mắc phải bệnh tật gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tuổi Sửu có thể gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nhất là những bệnh về gan, thận hay là đường hô hấp. Hãy chú ý giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống thanh đạm, hạn chế rượu, bia, thuốc lá. Tử vi 2020 tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, tích lịch hỏa. Năm 2020, người tuổi Kỷ Sửu đã 71 tuổi, người già khó tránh khỏi bệnh tật. Năm Canh Tý này sẽ là một năm sức khỏe bản mệnh sa sút khá nhiều, bệnh tật quấn thân. Nên tránh hoạt động ngoài trời quá lâu, tránh việc cảm nắng, cảm lạnh, đau đầu, cảm mạo, không nên vận động quá sức hay trong thời gian dài, nên luyện tập vừa đủ phù hợp với sức khỏe của bản thân. Bản mệnh hãy vui sống, đừng lo chuyện bao đồng, bởi chỉ cần xử lý không khéo là vướng phải đủ chuyện rắc rối tai ương. Trong năm nên kiểm soát tốt cảm xúc, tránh nảy sinh xung đột, tranh cãi với người khác, giảm bớt số lần ra ngoài du ngoạn để phòng trừ các bệnh tật bất ngờ phát sinh. Về phương diện tài chính, mệnh chủ không cần phải quá lo lắng. Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe và vui vầy bên gia đình, cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu bệnh. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Sửu năm 2020, tử vi tháng 1 2020 âm lịch. Bước vào tháng đầu tiên trong năm 2020, người tuổi Sửu vận trình tốt xấu đan xen, hung cát lẫn lộn, có được mà cũng có mất. Về phương diện công danh sự nghiệp thì bản mệnh quyết đoán dứt khoát, giải quyết mọi khó khăn trở ngại, vượt lên những thách thức để đạt được mục tiêu mình muốn. Điều duy nhất bạn cần chú ý là cần phải năng tiếp xúc, trò chuyện, giao tiếp với đồng nghiệp. Là một người cả ngày im lặng, miệng như hũ nút cũng không phải chuyện tốt đâu. Có khi chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của bạn, cũng nên đấy chứ. Vận trình tài lộc tháng 1 âm lịch của tuổi Sửu khá tốt, nhưng phải nhớ kỹ, đừng có tham lam quá mức, nhất là những người chuyên đầu tư sinh lời. Đừng dễ dàng tin lời người khác một cách mù quáng, tin vào những cái gọi là tin vỉa hè, mai cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Tử vi tháng 2 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2020 của tuổi Sửu, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không xuất hiện những biến động quá lớn, mọi chuyện vẫn đang dịch chuyển theo hướng tích cực, dù là tốc độ không quá nhanh. Người độc thân trong tháng này nhân duyên khá giới, cực vượng, bạn có thể sẽ được đối phương chủ động làm quen bởi sức hấp dẫn tỏa ra từ chính con người mình. Những nơi công cộng như quán cà phê, hiệu sách, công viên sẽ là địa điểm phù hợp để bạn bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy chủ động bật đèn xanh, còn nếu bạn dũng cảm hơn thì hãy thử tiến trước một bước cho thấy mình có cảm tình với đối phương và mong muốn tiến tới một mối quan hệ xa hơn. Ngoài ra, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng khá là lý tưởng. Với những bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì sự nghiệp học hành của bạn đang tiến triển không tồi, tương lai sáng lạn đang chờ đón bạn ở phía trước. Hãy lưu ý đến các kỳ thi giữa kỳ để đạt được kết quả tốt như mong đợi. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 3 âm, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với những sa sút trong vận trình, sự nghiệp, đường tình duyên cũng không ngừng báo về tin xấu. Về công việc, người cầm tinh con trâu dễ gặp phải tiểu nhân, những kẻ xấu bụng đó dắp tâm làm hại bạn, cố tình bới bẻo ra bọ để chỉ trích, phê phán bạn. Trong tình huống này, bản mệnh cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm và hành động bốc đồng, tránh hủy hoại thanh danh, ô uế hình tượng bản thân gây dựng bấy lâu nay. Con đường tình yêu của bản mệnh trải qua vô vàn khó khăn hiểm trở, thử thách nối tiếp nhau. Bản mệnh có thể phải đối mặt với những vấn đề như kẻ thứ ba chia rẽ mối quan hệ hay bị cha mẹ hai bên phản đối ngăn cản, thậm chí là bị dụ dỗ bởi quyền lực và địa vị mà phản bội tình yêu. Nếu không kiên định lập trường, giữ vững tư tưởng và sống vì tình yêu thì rất có thể đã lung lạc nản lòng trước thực tại. Một số bạn thiếu tự tin và không đủ năng lực thì lựa chọn cách trốn tránh hoặc bỏ rơi nửa kia của mình. Tử vi tháng 4 2020 âm lịch. Xem vận trình tổng thể của tuổi Sửu năm 2020 về mặt sự nghiệp và tài lộc thì đều có những bước chuyển biến tốt, song sức khỏe thì lại sa sút rõ rệt. Về công việc, tháng 4 là thời điểm mà con giáp này sẽ đón chào khá nhiều cơ hội để tự thể hiện mình. Bản mệnh cần phải cố gắng để nắm bắt cơ hội thật nhanh, thật chắc, có thể mới có không gian để phát huy mọi năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận.
Con giáp này trong năm nếu muốn khởi nghiệp hay kinh doanh thì cần phải cẩn trọng khi lựa chọn đối tác, hợp tác làm ăn. Hãy học cách phân tích con người từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ đó đưa ra được những phán đoán chính xác về nhân phẩm của đối phương, tránh việc lơ là mà để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm. Xét về sức khỏe thì bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể sẽ phát tác ra rất nhiều trong ngày thuộc tháng này. Mệnh chủ nên chú ý từng thay đổi dù nhỏ nhất để kịp thời đến bệnh viện chữa trị. Tử vi tháng 5 2020 âm lịch. Bước sang tháng 5 2020 âm lịch tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm lắm đó nhé. Song đỏ tình thì lại đen bạc, bản mệnh có thể bị hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào tình trạng túng thiếu nữa. Tuổi Sửu nếu đã kết hôn thì vận trình tình cảm bình ổn, vợ chồng hòa với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi bên năng nói chuyện, giải bày tâm sự với nhau, từ đó có được thấu hiểu dù chỉ một ánh mắt mà thôi. Đôi bên còn hỗ trợ và nâng đỡ nhiều cho công việc của nhau cũng như trong cuộc sống. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như là chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu, vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 6 âm của tuổi Sửu có thể thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh đã có những chuyển biến khá tích cực, đồng thời vận trình sự nghiệp cũng càng ngày càng tăng tiến. Vận trình sức khỏe của con giáp này khá tốt, tuy bản mệnh vẫn hay giữ thói quen ngồi quạt, điều hòa lạnh và tắm nước lạnh, nhưng may mắn là không bị cảm mạo, ho hắn gì. Về công việc thì tuổi Sửu tháng 6 âm dễ được quý nhân tương trợ, cho dù gặp khó khăn thử thách lớn cỡ nào thì cũng có thể vượt qua nhờ được quý nhân chỉ điểm, cho thấy một lối ra, một cách thần kỳ khiến cho đồng nghiệp của bạn không khỏi ngạc nhiên. Song con giáp này cần đặc biệt lưu ý, làm gì cũng cần phải thực tế, sống phải biết khiêm nhường, biết người biết ta, đừng vì chút thành công mình mới đạt được mà coi người khác không ra gì. Tử vi tháng 7 2020 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 7, tháng cô hồn 2020, người tuổi Châu vẫn giữ được phong độ trong công việc. Song lo được cho công việc thì lại không quản được tình yêu, vận trình tình duyên xuống dốc trầm trọng. Bản mệnh căng thẳng mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn, dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi ra sao vì bận rộn đến không có thời gian để thở nữa. Song nếu bản mệnh rảnh rỗi, hãy thử dành thêm thời gian để học thêm về kiến thức và kinh nghiệm nếu có trường hợp ngủ quên trên xe. Xét về đường tình duyên thì tuổi Sửu thời gian này vận trình khá xấu, thêm nữa khi tinh thần cảnh giác cao độ, có sự xuất hiện của kẻ thứ ba thì mệnh chủ cần phải dành thêm thời gian gửi gắm tình cảm nồng nhiệt hơn nữa. Tử vi tháng 8 2020 âm lịch. Tháng 8 trung thu là tháng đoàn viên, song người tuổi Sửu có lẽ chẳng có tâm trạng vui vẻ gì mấy khi mà cả sự nghiệp cả tình cảm đều không được như ý, nhất là năm mệnh càng phải chịu sức ép lớn hơn. Về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này hiệu quả làm việc không cao do gặp phải nhiều việc cản trở, có thể là bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ nhiệt tình, còn khách hàng thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Bản thân tuổi Sửu một cổ nhiều chồng, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được sao đúng thời hạn quy định. Cuối tháng này, bạn có thể sẽ bị khiển trách, thậm chí là phạt bằng cách cắt lương, cắt thưởng. Trong trường hợp này thì bản mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh và thư giãn nhất có thể. Hãy kiên trì thực hiện phương châm lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy giữ vững quan điểm của mình, chỉ nhìn vào mục tiêu mà tiến bước. Xem tử vi tháng 8 âm, người còn độc thân có thể sẽ bị tổn thương khi dốc lòng theo đuổi và bày tỏ tình yêu nhưng lại bị đối phương từ chối. Có những lúc cuộc sống đã không suôn sẻ lại còn kém may mắn, nhưng có thể đó là dấu hiệu cho thấy người ấy không hợp với bạn. Đừng cay cú mà hãy học cách buông tay để đón nhận hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Tử vi tháng 9 2020 âm lịch.
Bước sang tháng 9 2020 âm lịch, người cầm tinh con trâu cả tài vận và sức khỏe đều có những chuyển biến tích cực. Về công việc, vẫn còn một số khó khăn nhưng con giáp này hoàn toàn có thể khắc phục. Có điều cần phải dốc sức nỗ lực nhiều hơn nữa. Vận trình tài lộc của tuổi Sửu vào thời điểm này cực kỳ lý tưởng. Những bạn có đam mê đầu tư thì giờ là lúc trồng cây tới ngày hái quả. Bạn sẽ thu được nguồn lợi khổng lồ, thành tích kinh doanh đáng nể cũng mang về cho những bạn theo nghiệp làm ăn buôn bán, lợi nhuận khá tốt. Song nếu xét về mặt sức khỏe thì trong tháng 9 âm lịch bản mệnh tuy không có vấn đề gì đáng lưu ý, nhưng vẫn cần phải ăn uống có chừng mực, nhất là những bạn vốn có bệnh về dạ dày. Đừng vì ham ăn mà dùng đồ cay nóng hay có tính kích thích axit dạ dày như nước chanh, matcha, bia rượu. Tử vi tháng 10 2020 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm 2020, người tuổi Sửu hầu như không có gì phải lo lắng trong cuộc sống của mình. Vận trình tài lộc và tình duyên đều khá tốt, nhất là nữ mệnh tuổi này đào hoa cực vượng. Thời gian này bản mệnh sẽ có một khoản tiền lớn bất ngờ tới tay. Hoạch tài có thể từ tới việc trúng thưởng, trúng sổ số, đền bù nhà cửa hay chơi cổ phiếu, thậm chí là được bạn bè khác giới tiếp ứng hỗ trợ. Cuộc sống nhờ thế mà dễ chịu hơn hẳn, điều kiện vật chất được nâng cấp rõ rệt. Tuổi Sửu nếu rảnh rỗi đi hẹn hò với bạn bè ở nhà hàng, quán cà phê thì có thể sẽ mở rộng được thêm nhiều mối quan hệ mới, nhất là nữ mệnh rất có sức hút, được nhiều người khác phái tới làm quen. Tử vi tháng 11 2020 âm lịch. Tử vi tháng 11 2020 âm lịch của tuổi Sửu thể hiện sự bình ổn, tĩnh lặng. Vận trình sự nghiệp của con giáp này không có nhiều điểm nổi bật, nhưng điều mừng vui là cũng không phải chịu sự phá phách của tiểu nhân hay khó khăn trong quá trình làm việc. Con giáp này có thể sẽ được phân công làm việc ở vị trí mới, cần học hỏi thêm nhiều điều. Với khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bạn sẽ làm chủ được tình huống, song cần nhớ giữ tinh thần cầu tiến hàm học hỏi, đồng thời áp dụng linh hoạt trong từng vấn đề. Đừng cứng nhắc quá mà mức ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Nếu có gì không hiểu hay còn thắc mắc, đừng ngại ngùng mà hãy chủ động xin sự trợ giúp hay lời khuyên từ đồng nghiệp, những người đi trước để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Tài vận rực sáng là điều mà con giáp này thấy tự hào nhất. Người làm kinh doanh có khả năng nhìn nhận vấn đề khá nhạy bén nên dễ dàng nắm bắt được thời cơ khi mà những người khác còn đang mông lung kiếm được khoản tiền to cũng nhờ thế. Cuối tháng lợi nhuận tăng vọt, có khả năng mua nhà, mua xe chứ là chẳng chơi. Tử vi tháng 12 2020 âm lịch. Tháng chạp năm Canh Tí này là thời điểm mà cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Sửu đều có bước đột phá khá lớn theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là càng về cuối tháng thì càng có nhiều tin vui tới tấp bay về. Xét về công việc, con giáp này sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình trước thời hạn cho phép, khiến cho cấp trên cũng phải bất ngờ về những biểu hiện xuất sắc của mình. Nhất là những bạn làm kinh doanh marketing bất động sản sẽ thấy doanh thu tăng vọt, mức trưởng cũng tăng gấp mấy lần so với bình thường. Tháng cuối năm, tiền chất như núi trong nhà. Về con đường tình duyên trong tháng cuối cùng của năm Canh Tí, tuổi Sửu nếu còn độc thân thì sẽ có người yêu ngay thôi. Chặng đường tìm kiếm một nửa của mình kết thúc viên mãn như ý muốn, còn những bạn đã có đôi thì sẽ sớm bước chân vào lâu đài hôn nhân, gây dựng gia đình hạnh phúc của riêng mình. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo tử vi 2020 của tuổi Sửu, trong năm bản mệnh không có nhiều cơ may thăng chức, dù đạt được khá nhiều thành tích trong công việc. Tiền bạc khá dồi dào, song về cơ bản là đến từ việc kinh doanh đầu tư, thu nhập từ công việc chính không có biến động. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây thập nhị bát bảo để mọi việc được suôn sẻ, may mắn hơn. Tình duyên không được vượng sắc như ý muốn, nữ mệnh đào hoa ảm đạm hơn nhiều so với nam mệnh. Ngoài ra thì sức khỏe cũng là điều mà con giáp này cần phải lưu tâm, bản mệnh dễ ốm đau bệnh tật. Để giải quyết được các vấn đề tình cảm, theo phong thủy cửu cung phi tinh 2020, mệnh chủ nên lưu ý đến phương chính nam là đào hoa vị trong nhà. Ở vị trí này cần giữ cho đồ đạc gọn gàng, nếu để thoáng ít đồ càng tốt, bởi không khí lưu chuyển thường xuyên, có ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo thì càng tốt. Thông thoáng về nhiều ánh sáng sẽ giúp cho tình duyên thêm vượng, tin vui tới tấp báo về.
Để cải thiện tình hình sức khỏe tuổi Sửu nên lưu tâm đến phương chính nam trong nhà. Nếu thấy cửa chính, cửa phòng ngủ hay là nhà bếp ở phương vị này thì nên đặt trước cửa các phòng tấm thảm màu trắng hay xám để sát khí tiêu tan, bệnh tật được tiễu trừ. Với bạn mong muốn có được sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp, ngoài việc trau dồi năng lực thì có thể áp dụng phong thủy văn phòng. Đặt 4 cây cảnh lá xanh ở góc Tây Nam trong nhà hay là phòng làm việc. Như đã hứa thì ngay từ đầu chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Sửu Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé! Vừa rồi, Phong thủy may mắn vượt tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Sửu năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để Phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.